Xin chào các bác đến với kênh chiếc xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Mosso 2630 TP, một dòng xe mang cái thương hiệu nội địa của Đài Loan. Và xe thì được trang bị trên chiếc xe một bộ cấu hình rất là ngon của dòng Shimano, là bộ Shimano Alivio, vành bánh là 26 inch Meyer bi vòng cuối lỗ giảm sóc hơi đến từ thương hiệu Ebicon. Và cái mức giá đang bán chiếc xe tại cửa hàng chỉ có là 8.600.000, một cái mức giá rất là hợp lý cho một chiếc xe đạp cấu hình phải nói là rất là ngon trong cái phân khúc giá. Một thương hiệu Mosso, một cái thương hiệu mà các bác đã rất là quen thuộc rồi. Thương hiệu này thì chuyên sử dụng dòng nhôm 7005, là một cái loại nhôm siêu nhẹ, siêu bền. Các loại nhôm rất là tốt trên thị trường hiện nay, nhôm 7005. Model xe là 2630 TP các bác nhé. Sơn xi thì còn là nguyên bản và cũng còn là rất là tốt. Sơn xi rất là tốt chỉ do là đã qua quá trình sử dụng và vận chuyển về nên là nó xuất hiện những cái vết xước nhỏ, xước răm không thể tránh khỏi. Và bộ chuyển động của xe thì được sử dụng bộ Alivio với 9 tầng lít, từ đề sau, từ gạt đĩa trước, rồi đùi đạp, full một bộ Alivio 9 lít 3 đĩa cho 27 tốc độ khác nhau. Vành của chiếc xe là vành 26 inch. Sử dụng bộ lốp Kenda, đây là bản lốp là được 26 x 195 này. Vành trắng, đan đũa trắng rất là đẹp các bác nhé. Nó rất là hợp với cái tông màu xe. Và Meyer của chiếc xe được sử dụng bộ Meyer của Lovatec bi vòng cuối lỗ. Đến trên phần ghi đông thì chiếc xe được trang bị bộ thay bấm xả cũng là Alivio, full bộ Alivio các bác này. Và cụm phanh, đôi tay phanh của Shimano, đây là phanh dầu của Shimano, giảm sóc hơi đến từ SG Santuy Bicon. Và trên chiếc sóc này nó có một cái khóa chỉnh ở trên tay lái luôn các bác nhé, rất là tiện lợi. Cái bộ cấu hình được trang bị chiếc xe rất là tốt để dành cho các bác mà bước đầu trải nghiệm đến dòng MTB, dòng xe đạp địa hình. Thì đây là một chiếc xe mà nó có cái bộ cấu hình mà nó đáp ứng đủ nhu cầu cho các bác sử dụng xe cơ bản rồi, rất là ngon. Đồ Alivio cuối lỗ giảm sóc hơi, phanh dầu. Bây giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 45 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 55 cm. Thì xe của các bác đi từ khoảng 1m63 đến 73 thì phù hợp. Full bộ Alivio 9 lít 3 đĩa cho 27 tốc độ khác nhau. Toàn bộ về phần chuyển động thì cực kỳ là mượt mà, các bác nhìn trên hình có thể thấy được. Rất nhẹ nhàng đi mà.
Và giá bán của chiếc xe bên em đang bán với mức giá là 8.600.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác và em lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.